Một lần về cái củ tam thất này thì mình sẽ phải ngồi lại và chọn những cái củ tam thất ưng ý nhất để gửi tới tay các cô chú anh chị. À, những ai đặt hàng thì mình sẽ gửi những cái loại như thế này. Và cái củ tam thất này á là cái loại 70 củ một cân, nó sẽ dao động từ 65 đến 70 củ và cái giá hiện tại của loại này là 900 000 đồng một kg đã bao gồm cả phí ship. Thì cô chú anh chị khi mà có cái nhu cầu về tam thất Bắc, đây là tam thất Bắc nha. Thì có thể liên hệ mình qua số điện thoại trên màn hình 0974010585 Thì cái tam thất này ấy, khi mà chúng ta chọn thì chúng ta nên chọn những cái loại củ như thế này gọi là củ không đầu nhé Và nó có cái độ nhẵn thì nó sẽ sạch hơn Và những cái củ như thế này thứ nhất là cái thẩm mỹ nó đẹp Thẩm mỹ nó là một chuyện rồi nhưng mà khi mà chúng ta xay bột ra nó sẽ chất lượng hơn và cái những các cái củ này nó không đầu nó không bị gắn những cái củ ở bên ngoài vào để tạo thêm cái độ nặng cho củ thì tất cả những cái củ này là mình đã chọn lựa rất là kỹ rồi 900.000 đồng một, kg loại 70 củ một cân thì đối với cái củ tam thất này khi mà chúng ta xay bột ra để chúng ta uống ấy, nó có cái tác dụng là bồi bổ bổ cơ thể tăng cường cái sức khỏe và có thể thay thế cho nhân sâm mà chúng ta xay bột ra chúng ta uống hoặc là chúng ta có thể sử dụng cái củ này để chúng ta hầm gà hầm, hầm xương tất cả các thứ để ăn được Đó. dùng trong nấu ăn cũng được mà chúng ta hãm nước uống cũng được thậm chí là có thể ngâm rượu ngâm rượu thì đa số mọi người sẽ ngâm củ tươi là chính còn củ khô thì sẽ xay xay ra thành bột để chúng ta dùng hoặc là chúng ta sẽ dùng để nấu ăn trong cái việc ví dụ như hầm gà hầm xương chẳng hạn nó làm giúp cũng giúp cải thiện về cái sinh lý hoặc là rắc cái thuốc bột để cầm máu cái này giúp cầm máu khá là tốt ứ ừ, huyết hoặc là tiêu sưng nó giúp làm bổ máu tốt cho cái hệ tim mạch và ổn định cái hệ tần hoàn máu của chúng ta phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư kích thích cái thần kinh và giảm stress chống trầm cảm Đó. và điều trị băng huyết là chăm sóc cho tử cung phụ nữ khá là tốt và ngoài ra thì nó sẽ giúp ngăn ngừa não hóa và xóa tàm nhang nếp nhăn làm đẹp da thì những cái người mà chúng ta thường chúng ta nó bị u cục đó thì chúng ta sử dụng cái củ tam thất này chúng ta xay bột chúng ta uống thì nó sẽ làm tiêu u cục khá là tốt thì gia đình trong người nhà nhà mình cũng sử dụng cái bột tam thất này sau một vài tháng thì cái u cục ở trong người nó cũng đã tiêu dần bản thân mình thì buổi sáng cũng sử dụng cái này thì sau khi những cái củ như thế này chúng ta lấy về thì mình tư vấn là các cô chú anh chị nên lấy dạng củ như thế này về chúng ta tự mang ra tiệm chúng ta xay thì nó đảm bảo nó tốt hơn thì chúng ta sẽ yên tâm hơn còn những cô chú anh chị nào tin tưởng thì có thể đặt bột ở bên mình thì như ở đây mình xay cái loại bột 70 củ này ra và khi mà xay ra ấy, thì nó sẽ giá thành nó sẽ lên khoảng 1 triệu đồng 1 kg lại bột như thế này bởi vì nó rất là hao sau khi xay ra thì cái bột xay ra sau đó thì nó sẽ như thế này à, Cái bột này khi mà chúng buổi sáng chúng ta dậy ấy, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thìa cà phê và chúng ta lấy một thìa cà phê cho vào một ly 200 ml cùng với một thìa cà phê mật ong nữa chúng ta cho vào chúng ta mới đều cùng với nước ấm nhé chúng ta nên sử dụng nước ấm đó. bột này một thìa cà phê thì nó cũng bình thường thôi rất là ít và một kg bột này chúng ta sử dụng khá là lâu đấy thì chúng ta nên uống lúc nước còn ấm và khi mà uống thì chúng ta nên sử dụng trước khi ăn thì nó sẽ tốt đó. thì cô chú anh chị có nhu cầu về cái củ tam thất nhất là một loại 70 củ này thì giá 900 thì Mọi người có thể liên hệ theo số trên màn hình 0974 010585 hoặc là 0947 010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook. Ngoài ra thì mình sẽ có cả những loại rẻ hơn và đắt hơn. Ví dụ như loại 90 củ thì có giá là 800 000 52 củ là 1 triệu 1 và 40 củ là 1 triệu 6. Đó. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị. Chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.